trái đất. Về điều tôi cho rằng quan trọng nhất, tôi muốn hát cùng mọi người nhưng họ đang bận làm việc. Giữ điều họ cho rằng không muốn mất. Tôi đang suy nghĩ về bản thân, tại sao tôi muốn bỏ điều đơn giản nhất. Tôi muốn hát cùng bạn bè nhưng họ đang bận học hành. Tinh thần nghiêm túc chẳng vui chút nào. Và sống ra sao? Và sống thế nào? Và sống ra sao? Và sống thế nào? Mình sống như tao, phải sống thế nào?